Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết nối tiêu dùng. Và hôm nay Thành sẽ trên tay bộ đôi khoang pin 18V của Makita. Đây có thể nói là một deal rất là ngon, một món rất là hời dành cho anh em. Chỉ tầm 2,5 triệu thôi là anh em đã có một bộ khoang, một thân máy, hai pin, một cục sạc đến từ Makita. Rất là ngon đúng không ạ? Hãy xem thử cái khoang pin này có gì nhé. Let's go! Đây là hai con máy thuộc dòng 457 của Makita, một bên là HP457, một bên là DF457. Thì một bên này có khoang búa, còn bên này không có khoang búa. Đó, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ mở hộp của nó ra cho các anh em xem nhé. Hộp thì cơ bản là nó giống nhau hết, không khác gì. Đây, trong hộp của nó thì ngoài một thân máy có một pin đã lắp sẵn thì nó sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một pin thêm, đó là hai pin, một đầu vặn vít và một cục sạc. Nó không có mũi khoan nha anh em, không có mũi khoan đi kèm, mũi này mình bỏ vô thôi. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong hộp. Về xuất xứ thì hai con này được Makita phân phối chính hãng tại Việt Nam, bảo hành 6 tháng và mức giá chính xác của nó thì anh em hãy click vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả dẫn qua website của Kết nối tiêu dùng, ở đó sẽ có giá chính xác tại thời điểm hiện tại và có đầy đủ chương trình khuyến mãi. Khi mua hàng thì anh em nhớ kiểm tra tem 7 màu của Makita ha, đây là tem chính hãng ha. Và anh em nhớ mua ở những đại lý uy tín để mà được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, ví dụ như Kết nối tiêu dùng chẳng hạn. Về thiết kế của hai cái máy này thì anh em có thể thấy là thiết kế khá là đơn giản, gọn gàng. Đây có những chi tiết màu đen này là được bọc cao su ha, bán cầm này ở đằng sau để mà hạn chế va đập khi mà nó bị rơi rớt chẳng hạn. Cò điều tốc ở trên này, chúng ta có một cái nút đổi chiều lên phía trên, chúng ta có một cái công tắc chuyển chế độ 1, 2. Ở chế độ 1 thì tốc độ chậm tối đa 400 vòng một phút, qua chế độ 2 thì tăng lên 1400 vòng một phút. Và lực xoắn nó cũng thay đổi ha, ở đây là 24 Nm, còn bên đây là 42 Nm. Tới trước nữa chúng ta sẽ có một cái vòng vặn chỉnh chế độ này ha. Còn HP457 này thì nó sẽ có hai vòng vặn. Một vòng thứ nhất là để chỉnh chế độ một cái khoang bình thường nè, giữa là vặn vít nè, qua bên đây là khoang búa ha. Ở đằng trước này thì là các cái cấp trượt khi mà chúng ta vặn vít. Đây, các cấp trượt vặn vít nè, từ 1 tới 16. Còn ở trước này thì chúng ta sẽ là một cái đầu kèm auto lock, chúng ta có thể vặn bằng tay. Ở bên đây thì hoàn toàn tương tự, chỉ khác là ở đây chúng ta chỉ có một vòng vặn mà thôi. Ở những cái mức có số này thì là chính là chế độ vặn vít có cấp trượt, còn qua tới đây thì là chế độ khoan. Đó. Viên pin của nó thì là viên pin 18V 1.5A. Anh em có thể hoàn toàn thay bằng những cái loại dung lượng cao hơn, 4A, 5A ha. Hai con này thì công lực của nó hoàn toàn giống nhau. Đường kính khoang bê tông tối đa là 13mm, khoang thép tối đa là 13mm và khoang gỗ tối đa là 36mm. Đối với máy HP457 có chế độ khoang búa thì số lần đập ở tốc độ chế độ cao đó là 0 tới 21.000 lần trên một phút. Ở chế độ tốc độ thấp là 0 tới 6.000 lần trên một phút. Bây giờ mình sẽ đem cái máy này đi khoan thử cho anh em coi nhé. Vì hai con máy này cơ bản là nó giống nhau cho nên mình sẽ xài một con để khoan gỗ thử cho anh em coi trước ha. Đó. Khá là đơn giản, nhẹ nhàng ha. Bây giờ mình sẽ thử bắn vít gỗ ha. Mình sẽ bắn thử cái vít 7 phân này qua, xuyên qua gỗ này luôn ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Tiếp theo là tới vít 10 phân.
rất là đơn giản ha. Tiếp theo mình bắn tôn thử anh em. Đối với con HP457 này thì có tính năng khoan búa à, cho nên mình sẽ thử khoan tường nha anh em. Mình vặn qua khoan búa này nha. Mình sẽ xài mũi 10 ly nha anh em. Đó, rút rồi. Nếu anh em quan tâm tới cái máy này thì anh em hãy click vào đường link ở bên dưới phần mô tả để mà xem kỹ hơn về chi tiết máy cũng như là về mức giá tại thời điểm hiện tại. Mua hàng ở cái nơi tôi dùng thì 100% là hàng chính hãng, ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc hoặc là đóng góp gì cho cái nơi tôi dùng thì xin hãy để lại ở phần nhận xét hoặc là gọi vào hotline hoặc inbox vào trang fanpage. Thành và những anh em ở cái nơi tôi dùng sẽ cố gắng giải đáp hết. Cuối cùng cảm ơn anh em đã xem clip này. Nếu như thấy thích thì đừng quên cho một like, và nếu như chưa đăng ký thì hãy nhấp vào nút đăng ký cũng như là nhấp vào nút chuông để có thể xem nhiều hơn nữa những video của kết nối tiêu dùng cập nhật kiến thức về máy móc. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại trong clip sau.